Xin chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, tôi tên là Thảo, hiện nay tôi đang công tác tại văn phòng quốc tế của trường đại học Adelaide ở tiểu bang Nam Úc. Rất là vui mừng ở đây hôm nay được giới thiệu với quý vị phụ huynh và các bạn học sinh chính sách học bổng từ năm 2021 cho đến năm 2025 của trường đại học Adelaide và một số các chính sách để hỗ trợ sinh viên quốc tế khi học online trong mùa dịch. Đầu tiên xin được phép nói về học bổng từ năm 2021 đến năm 2025. Quý vị có thể scan QR code ở góc bên phải màn hình để có được thông tin chi tiết hơn của học bổng này. Các gói học bổng của Đại học Adelaide có giá trị từ 10% lên đến 50%. Hai gói học bổng trị giá 15% và 30% cho học phí toàn bộ chương trình học ở bậc cử nhân và bậc thạc sĩ sẽ có giá trị lên đến hơn 50.000 đô la Úc và sẽ kéo dài trong suốt thời gian học sinh học trong khóa học của trường mình. Bên cạnh đó, nếu học sinh học các khóa dự bị đại học hoặc là cao đẳng chuyển tiếp, trường Đại học Adelaide cũng sẽ cung cấp các gói học bổng có giá trị từ 10% cho đến 25% trong thời gian học sinh học tại trường mình. Trong thời gian học online, các bạn học sinh Việt Nam sẽ được hưởng ngay 20% học phí được cắt giảm để các bạn có thể có được sự lựa chọn học tập tốt hơn và tiết kiệm được chi phí và không làm ảnh hưởng đến quá trình học tập và tiến độ học tập ở bậc đại học của mình. 20% học phí của Đại học Adelaide sẽ có giá trị lên đến hơn 12.000 đô la Úc. Và nếu quý vị quan tâm chi tiết hơn đến học bổng này cũng như là các gói hỗ trợ của Đại học Adelaide, xin mời quý vị hãy tham gia hội thảo của IDP được tổ chức vào sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 9, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Tôi sẽ trực tiếp tham gia hội thảo và trả lời các thắc mắc của quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Xin chào và hẹn gặp lại!